Bạn thân mến, đưa ra lời chào hàng, giới thiệu sản phẩm dịch vụ, đặt câu hỏi mở, lắng nghe nhu cầu, phản ứng của khách hàng, từ đó điều chỉnh bài bán hàng theo nhu cầu hay phản ứng nào của khách hàng. Nếu lời chào hàng của bạn làm khách hàng cảm thấy vui vẻ, thích thú thì họ có quyết định mua hàng rất cao. Hạn chế nói về đặc điểm, chính sách, tính năng, cách sử dụng của sản phẩm, nó rất nhàm chán. Hãy đưa ra thật nhiều các giá trị đích thực và lợi ích thiết thực, khách hàng sẽ đầy hào hứng và đưa ra lời chào hàng đầy hấp dẫn bằng cách gia tăng thêm các quà tặng, sự hỗ trợ, ưu đãi bất ngờ, ưu đãi hành động nhanh. Bây giờ bạn hãy dành 10 phút để viết xuống các giá trị, lợi ích, quà tặng, ưu đãi cho sự giới thiệu chào bán sản phẩm dịch vụ của bạn nhé. Xong rồi thì bạn hãy chuyển sang bài học tiếp theo.